Tôi biết tính ông nên toàn xài máy ở viện cả tháng nay. Còn Thư, con Thu thì ở trường cả ngày. Sao con Thư giờ này vẫn chưa về? Bà chiều con gái lớn của bà quá đó. Trời đất, vì máy tính nhiễm virus mà ông trút giận lên đầu tôi hay sao? Hâm lại canh cho nóng, cho con nó dễ ăn thì có gì là lỗi? Dạ thưa ba má, con mới về. Máy bị sao vậy ba? Không việc gì tới con. Con ngồi xuống đây cho ba nói chuyện. Bà và con Thu vô trong. Nhà mình chồng giỏi trí thức lớn, dù kinh tế khó khăn tới mấy cũng thà chết chứ không dính vô cái nghiệp buôn bán kiếm cơm. Sao con không chịu nghe ba? Con xin lỗi vì đã giấu ba má. Ba má muốn con sẽ thành nhà kinh tế vĩ mô như ba má, chứ không phải nhà buôn, càng không phải con buôn. Con chỉ muốn đỡ khó khăn về kinh tế cho ba má. Trách nhiệm của con bây giờ là lo tốt nghiệp thiệt xuất sắc để được giữ lại trường, rồi học tiếp lên cao học, lấy bằng tiến sĩ để kế thừa ba má sự nghiệp nghiên cứu về kinh tế Việt Nam trong tương lai. Dù của mấy người tiếp thị hồi nãy có dính líu từ trước nên con phải tham gia. Thôi tới ăn cơm đi. Dạ, để con coi máy cho ba. Được rồi nè ba. Tại máy nhà mình cũ quá, để con sẽ nhờ Tri nó giúp lên đời, rẻ hơn là mua máy mới. Ờ. Hú gì á? Trời, canh khổ qua, đúng món con thích. Không lẽ ba chọn những món con không thích để nấu hay sao? Đúng là lo cho hai đứa đi học, ba má có khó khăn thiệt. Nhưng con tốt nghiệp đi làm là nhẹ rồi. Đừng có ham những chuyện buôn bán vặt, kiếm thêm được ít tiền, nó làm nhỏ con người lại con à. Nói thiệt với má, 400.000 má hỏi mượn chị Hải để đóng tiền học hôm rồi cũng do chị Thư đưa. Thôi bưng ra ăn đi. Ăn xong con lại phải đi liền. Lại đi đưa hàng à? Tụi con tới thăm nương, nó được về nhà rồi. Để má gửi cho nó ít thuốc bổ và cho má gửi lời thăm. Dạ. Em ở ngoài này coi xe, để anh vợ Sơn vô. Dạ chào anh. Tôi vừa gặp bà già. Bà đang bận, để tôi vô hỏi bà. Con gặp má sao khó vậy? Ai tới vậy? Thưa bà, cậu Trọng. Ra nói tôi đi vắng. Thưa bà, con không dám nói dối. Nó nói cậu chờ, con vô hỏi bà. Em cứ tiếp nó, anh sang phòng bên cũng được. Anh cứ ngồi đây, sớm muộn nó cũng sẽ biết. Kêu nó vô đây. Dạ. Chú, cháu chào cô, cháu chào chú. Sao lâu không thấy cháu? Dạ thưa, lâu cháu không tới thăm cô, chứ cháu với Trọng vẫn thường gặp nhau ạ. Đây là chú An, công tác ở Bộ Nội vụ, bạn của má. Thằng Trọng, anh thằng Lượng, anh biết rồi. Đây là thằng Sơn, bạn học của thằng Trọng từ hồi nhỏ. Học luật tới năm thứ tư thì bỏ ngang qua học sân khấu điện ảnh. Có chuyện gì vậy? Má với chú An không có chuyện gì phải giấu hết. Chắc mới biết vụ nương bạn con uống thuốc ngủ tự tử. Má đọc báo và nghe thằng Lượng nói rồi. Nương tự tử là do thằng người yêu tên Kỳ phản bội. Tụi con tính tố cáo nó ra tòa, nên tới nhờ má ra ủng hộ. Trước khi vô chuyện, má hỏi con phải nói thiệt. Con và con Thuần còn quan hệ với nhau nữa không? Tụi con đã cắt đứt với nhau theo đúng yêu cầu của má. Vậy đứa nào đứng ngoài kia coi xe? Đó đúng là Thuần. Nhưng tụi con chỉ coi nhau như bạn. Có Sơn làm chứng. Đừng bắt nó phải thông đồng gian trá theo con. Bây giờ má trả lời vào yêu cầu của con. Thứ nhất, con tiếp tục dính líu với con Thuần, má sẽ không bao giờ đáp ứng mọi yêu cầu của con, trừ việc đưa tiền hàng tháng như má đã hứa, tới khi con tốt nghiệp đại học. Thứ hai, việc con nương, do con nương chưa chết, và cái chết nếu xảy ra do nó tự sát,
chứ không phải do thằng Kỳ trực tiếp gây án. Về mặt hình sự, không phải là vụ án lớn tới mức viện kiểm sát phải truy tố. Còn về đạo đức, nếu cần lên án thì phải nhấn mạnh vào nguyên nhân. Từ lớp 10, lớp 11 đã yêu đương tùm lum, bây giờ thành hậu họa, bắt gia đình và xã hội phải chịu, là tội cả hai. Ngay con và con Thuần cũng vậy. Ba má có can ngăn không? Các con có nghe lời không? Má nói trước đã không nghe, sau này có chuyện gì xảy ra, đừng vác mặt tới cầu cứu má. Má nhất định không giúp tụi con việc truy tố tên Kỳ. Nhất định không. Không sao, luật pháp làm ngơ, con vẫn có cách tìm công bằng ở chỗ khác. Con chào má. Về đi Sơn. Cháu chào cô, cháu chào chú. Khoan đã. Ba bữa nữa mới tới đầu tháng, nhưng tiện con tới đây, má đưa luôn con tiền ăn và tiền xài bạc tháng sau. Cảm ơn má. Sao Trọng lại nhận? Nhận là nhục, nhưng không có tiền hàng tháng của ông bà già, mình chỉ có nước đi ăn cướp hoặc ăn xin. Giả lại mình cũng nút nhục quen rồi. Mấy anh có giúp không? Không nói chuyện đó nữa. Thiệt tức cười. Bà có bồ thì được, chàng đó có vợ ba con ở Hà Nội, còn mình yêu đương đàng hoàng thì bà cấm. Mình về nghe. Khoan đã. Sơn giao du rộng với dân bụi, có mối nào nhận thanh toán thần kỳ theo luật giang hồ không? Mình không quen, với lại thì mình không nên giải quyết theo hướng đó. Nhất định thần kỳ phải bị trừng phạt. Bye nghe. Bye nghe thôi. Ừ, chào Sơn. Sao anh nóng nảy vậy? Bà già có nói hoài chuyện của anh và em. Tốt nghiệp xong có việc làm đàng hoàng, anh thề không bao giờ bước chân tới đây về nhà ông già nữa. Còn chuyện nương, anh nhất định cho thằng Kỳ một bài học. Lúc này chính là lúc bạn bè phải chia sẻ với nhau. Giờ đi đâu? Tới thăm nương. Trong chuyện riêng của con, chính ba má cũng lầm về thằng Kỳ, nên con cũng đừng coi nó nặng nề quá rồi sinh ra nghĩ bậy. Con hiểu rồi, Tri có tới không mà. Mấy bữa nay nó bỏ cả học hành và công ty tới túc trực bên con đó. Cho con miếng nước. Xin chào. Chào cậu. Cháu xin phép lên thăm và mừng cô Lương tay qua làng khỏi. Cảm ơn, xin mời. Dạ. Yeah. Cháu chào bác. Chào anh. Chúc mừng cô đã hồi phục. Cảm ơn. Tưởng anh còn ở Singapore. Tôi xuống sân bay tối qua. Nếu cô cần tôi làm việc gì giúp cô qua được nỗi đau buồn này, cô cứ nói. Cảm ơn anh đã quan tâm. Tôi đã bình thường rồi. Chị bấm chuông đi. Yêu rồi sao mà mất tự nhiên vậy? Máy mắc dịch. Con Thư không thu ở nhà thì không sao.